Xin cảm ơn Asus đã tài trợ chuyến đi Computex 2023 này. Thì bây giờ là một cái sản phẩm cuối cùng, đó chính là một cái mới ra của ROG, đó chính là chiếc ROG Ally. Thì đây là khu vực gọi là trải nghiệm ROG Ally của Asus. Thì đây là một chiếc máy tính cầm tay nhá, một chiếc máy tính cầm tay, một chiếc máy tính tại tay luôn. Và nó sẽ có khả năng tính toán như bình thường, nó chạy Windows, nó chơi được game, vân vân. Và là một sản phẩm, một đối thủ cạnh tranh hàng đầu so với cả Steam Deck với mức giá cực kỳ hấp dẫn, chỉ cao hơn $50, theo như mình nhớ là $50 so với cả phiên bản Steam Deck cao nhất với mức hiệu năng cao hơn khá nhiều. Nhưng tất nhiên rồi, để ngồi vào một chỗ, ví dụ như tôi không chỉ muốn chiếc ROG Ally này là một chiếc máy chơi game cầm tay thì sao, một chiếc máy tính cầm tay thì sao, tôi muốn dùng nó như một chiếc máy tính desktop thì sao, cũng như cách mà mình đang dùng Steam Deck tại công ty mình như này, thì Asus sẽ có những sản phẩm như sau cho anh em. Đầu tiên là XG Mobile. Cái sản phẩm này thì sẽ dành cho mục đích đó chính là cắm cạc màn hình rời vào cái đầu nối XG này của Asus để tạo nên nhiều hiệu năng hơn. Và chiếc này đây thì mình đang thấy là như dùng cạc của gì đây không biết nữa, nhiều thứ Trung Quốc á. Nói chung là mình đoán đây là 408 hoặc là 308 hoặc là 7 gì đấy. Chiếc này là 220W CG31. Nói chung là không có đủ thời gian để xem hết thông tin. Nhưng chiếc này là để giúp anh em cắm thêm màn hình, cắm cạc màn hình rời vào để có thể cắm thêm. Ngoài ra có thể cắm thêm nào thì dây điện này, nào thì USB này, nào thì dây màn hình. Ngoài ra nữa thì tất nhiên để dùng được một chiếc máy tính như này, làm gì có chuyện anh em dí trên màn hình đúng không? Anh em sẽ cần phải bàn phím. Thì đây là chiếc bàn phím ROG Azos. Chiếc bàn phím này thì sẽ có này QWE, ASD, ZXC là click key. Còn tất cả các phím còn lại thì đều là những cái switch linear hết, không có một cái chạy, tức là không có một cái tính tactile nào cả. Đây tất cả đều là linear anh em nhé. Và nó sẽ là một chiếc bàn phím không dây, vậy nên là anh em sẽ có 3 chế độ kết nối USB, wireless và cả Bluetooth nữa. Thực sự rất tiện lợi cho những người đem đi lại. Một tội đoàn hơi nặng anh em ạ. Ở bên trên này chúng ta sẽ có một cái màn hình, và chúng ta sẽ có thể chỉnh được bằng cái núm này anh em nhé. Đấy, chỉnh brightness xuống này. Đây là màn hình OLED nha. Cái này thì sẽ giúp cho anh em có thể gọi là tạo nên một cái phong cách riêng cho chính bộ máy tính của mình. Một cái thành phần nữa trên một bộ máy tính hoàn hảo đó chính là một chiếc chuột. Thì đây là chiếc chuột siêu nhẹ của Asus ROG Impact 3. Một cái cân nặng của nó thì cứ phải gọi là mê văn ly luôn. Mình đoán con này khoảng tầm 60 à? Mình cầm trên tay mình cảm giác giống 60 lắm. Và cuối cùng thì là cái sản phẩm mà mình cảm thấy là gắt gỏng nhất. Cái chiếc ROG Destrier này thì là một chiếc ghế ergo. Chiếc ghế này thì sẽ có khả năng này nâng hạ bình thường này, chỉnh ghế, chỉnh chân, chay các kiểu này. Anh em có thể để tay cao, để tay thấp thoải mái luôn, lên xuống, không vấn đề gì cả. Và nó sẽ còn có một cái khác biệt so với cả những cái ghế khác ấy, là nó sẽ dùng cái chác này để anh em có thể kéo, khóa và chỉnh. Tức là thay vì là những cái cần thì anh em chỉ cần móc này phát giật lên là anh em có thể chỉnh thôi. Và con ghế này thì là ghế ergo, có khả năng bật ngược lại, tức là anh em có thể ngả ra như này thoải mái này. Để mình gỡ khóa cái chiếc đã. Đấy, mình có thể ngả ngửa ra thoải mái này để chơi game ở mọi góc nhìn anh em nhá. Tức là nghiêm túc này, hơi chill này và chill cực kỳ. Đấy. Và đấy là sẽ là một cái góc gaming hoàn hảo dành cho những sản phẩm Asus ROG. Thì hy vọng rằng anh em có thể check qua những sản phẩm này tại Hacom, bởi vì chúng mình cũng sẽ có bán khá là nhiều những sản phẩm của Asus. Đây là một cái góc mà mình cảm thấy rất là tuyệt vời, và mình cảm thấy rằng là Asus hy vọng là họ có thể tiếp tục phát triển và đẩy mạnh cái thế mạnh của mình liên quan tới những phần cứng và kể cả phần mềm nữa anh em nhá, bởi vì mình cảm thấy rằng hiện tại phần mềm thì Asus có vẻ đang là bá nhất rồi. Đó. Cảm ơn anh em đã xem video này, và hy vọng gặp lại anh em tại video khác nhé.